7 người Zoro tôn trọng nhất. Top 1 không phải Luffy. Anh hùng trọng anh hùng, Zoro chưa bao giờ nhận mình là anh hùng cả. Anh sẵn sàng xuống tay với phụ nữ nếu cảm thấy cần thiết. Thợ săn ác quỷ Zoro Noa Zoro, tức là nỗi khiếp sợ ở vùng biển Đông. Hiện tại anh đã vươn tầm trở thành top 5 kiếm sĩ mạnh nhất ở trên thế giới. Không phải ai cũng được anh dành cho những cái lời có cánh khi mà nói về. Hạ gục rất nhiều đối thủ, chỉ những kẻ cực kỳ đặc biệt mới khiến Zoro nhớ tên khắc cốt ghi tâm. Còn không, anh chửi cho xoáy mồm. Nhìn vậy thôi chứ đầu tảo cũng sắc séo, cũng so đo và cũng không thua ai hết đâu. Trong video này, cùng mình tìm hiểu thử coi rằng 7 kẻ nào lại khiến Zoro nghiêm túc mỗi lần khi mà nói về họ. Theo anh em, bồ téo Luffy đoạt top mấy? Ghét cô ngay thôi nào. 1. Crush đời đầu Kuina. Mở hàng cho video ngày hôm nay, nói một chút về mối tình đầu của Zoro, cái thời mà thanh kiếm con thứ tư của anh đầu tảo còn chưa mở mắt, Shimotsuki Kuina. Tính ra hai người là họ hàng, bà con xa với nhau đấy, vì đều có nguồn gốc là Shimotsuki từ Wano Quốc. Zoro cố ý vô tình thách thức võ đường của thầy Yoshiro, kết quả là được nhận làm đệ tử và trở thành đối thủ của con gái ông thầy luôn, đúng là double kill mà. Họ vừa là địch vừa là bạn tốt, anh đã thua tận 2.000 trận trước một đứa con gái, nuốt trôi thì éo nào được cục đờm tức này. Sau trận chiến thứ 2001, Marimo dẫu thua nhưng thắng trong lòng cô gái trẻ, suýt nữa được coi bưởi sớm đỏ mắt, may là Kuina chỉ dọa một tí mà thôi. Biết được nỗi khổ tâm của bạn nữ, Zoro thề rằng một trong hai người nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Lời thề đó càng có giá trị hơn khi mà Kuina đã được cho là chết trong một vụ té cầu thang vô cùng bí ẩn. Kể từ giây phút ấy, Zoro càng quyết tâm hơn thay Crush hoàn thành lời hứa của cả hai. Để minh chứng cho sự tôn trọng tuyệt đối, Zoro luôn nâng niu thanh kiếm Wano Ishimushi như báu vật. Đây là thanh Meto, tương đương Kuina sử dụng. Lúc nào rơi kiếm, anh cũng tìm Wano đầu tiên và là thanh katana anh đặt gần người nhất. Dù Kuina đã mất từ lâu nhưng mà trong thâm tâm thì cũng không có cô gái nào có thể thay thế được mối tình đầu. Tatsuki sở hữu ngoại hình y hệt Kuina nhưng mãi mãi không phải là Kuina. Ngoại trừ Sanji phiên bản làng gốm bát tràng ra thì cũng không ai lay động được trái tim sắt đá của anh đầu tảo thêm một lần nữa đâu các bạn ạ. Số 2. Đệ nhất kiếm sĩ Mihawk. Hãy dạy cho tôi cách để đánh bại ông. Đó là lời cầu xin đã giúp Zoro được Mihawk nhận làm đệ tử. Một người khó tính như bắt diều hâu, lần đầu tiên lão cười phấn khích như thế lại là nụ cười dành cho một người đàn ông khác. Đúng là chỉ có phái mạnh mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Đối với Zoro, Mihawk không phải kẻ thù mà là mục tiêu cuối cùng trên con đường chông gai trở thành đệ nhất kiếm sĩ. Thế nên anh cực kỳ respect tài năng siêu hạng của kẻ được mệnh danh là top 1 server múa kiếm. Ở lần đầu gặp nhau tại nhà hàng Barati, Zoro đã dành tất cả sức mạnh đối đầu với Mihawk. Đổi lại là một lời tán dương bằng việc Hắc Ưng sử dụng thanh cực phẩm Yoru chém một lần trên ngực anh đầu tảo. Vết sẹo ấy luôn nhắc nhở Zoro về mục tiêu của mình là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bị hạ trong một trận solo. Đó là lời thề kiếm sĩ trước mặt Luffy và đầu tảo đã giữ đúng bản ngã của mình. Chưa từng thua một kiếm sĩ nào và sau đó thì là một trận đấu thực thụ đấy. Mặc dù thái độ chẳng ưa gì Mihawk nhưng bất kỳ ai nói xấu sau lưng mà để Zoro nghe thấy anh đều chửi cho một trận. Thấy vậy thôi chứ bảo vệ thầy chim ưng ghê lắm đấy các bạn ạ. Còn không dám tin ông đã về dưới trướng của tứ hệ bước ghi cơ mà. Là tôi cũng méo tin đâu. Trận tái đấu giữa hai thầy trò trong tương lai chính là trận chiến cuối cùng. Định mệnh mà kiếm sĩ tứ kiếm phải vượt qua để có thể hoàn thành giấc mơ từ nhỏ. Và theo anh em, Mihawk có bị đánh bại và ai sẽ chết trong kèo đấu này? Hãy cùng comment bên dưới nhé. Số 3. Thánh kiếm Ryuma. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Anh hùng trọng anh hùng, hiếm khi trong cuộc đời của Zoro lại gặp được một kiếm sĩ chân chính như huyền thoại Ryuma. Ông là samurai ở Wano Quốc nổi tiếng với giai thoại chém chết một con rồng lột. Sức mạnh được cho là thuộc top server mạnh hơn nhiều lần so với Oden. Gecko Moria trong lần đụng độ Kaido ở Wano, tiện tay cướp mộ Ryuma và thanh kiếm Susui về làm của riêng. Cái bóng Brook khiến Ryuma sống lại với hình dạng của một hoạt thi chuyển sinh.
Sức mạnh của ông bị giới hạn bởi trình độ kiếm thuật của Brook. Ấy vậy, nhờ cơ thể cường tráng cộng thêm kỹ nghệ múa kiếm thuộc hàng ngũ huyền thoại, cái xác của Ryuma luôn ao trình Brook, gây rất nhiều khó khăn khi mà Zoro đối đầu ở phần Three Dragons. Qua vài đường kiếm, anh đầu tàu cảm nhận rõ rằng đây thực sự là một kiếm sĩ đáng được trân trọng. Từng đường kiếm sắc sảo đến mức khó tin, khẳng định lúc sinh thời, Ryuma phải là một cao thủ lừng lẫy bốn biển. Đổi lại, Samurai huyền thoại công nhận tài năng của người kiếm sĩ trẻ tuổi. Dòng máu Shimotsuki chảy trong huyết quản của Zoro được Ryuma cảm nhận từng hơi thở. Ông tặng cho đầu tảo thanh bảo kiếm Trấn Quốc Wano, thanh hắc kiếm đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Nó mạnh đến nỗi mà Zoro sau 2 năm học tập Haki vẫn không đủ trình để có thể phát huy hết giới hạn của Susui. Phải thêm một đợt bắp nữa thì Zoro mới đủ tầm tiệm cận trình độ cụ tổ nhà mình, vẫn còn non so với các cụ ngày xưa lát. Cựu lãnh chúa Yasue. Cựu lãnh chúa của vùng Ryengo, Yasue cũng là một tộc nhân Shimotsuki có tên tuổi đấy. Bạn thân của Oden khi cả hai còn làm việc dưới trướng của chúa công Sukiyaki, Yasue phải chấp nhận hậu quả việc chứa chấp Orochi gây tan thương cho Wano bằng việc ông ăn trái quỷ may lỗi để có thể cùng người, cùng con cái của mình và sau đó trở thành tên trộm khét tiếng chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nói đúng hơn là chuyên trộm tiền của bọn địa chủ băng bách thú. Zoro và Yasue khá là thân thiết khi mà họ tình cờ gặp nhau ở một sòng bài. Kể từ đó thì anh được cựu lãnh chúa dẫn đi tìm hiểu khá nhiều về ngôi làng bị lãng quên, nơi tập hợp tất cả những người là nạn nhân ăn trái smile lỗi. Biết về quá khứ của Yasue, những hành động cao thượng ấy đã khiến Zoro cộng một respect cho danh dự một người đàn ông chân chính. Không bao giờ bỏ cuộc, Yasue luôn tin rằng lời tiên tri 20 năm của Oden sẽ trở thành hiện thực. Ông đã âm thầm tập hợp hội trăng khuyết, thay vào đó thì thay đổi địa điểm tập kết để tránh tai mắt của kẻ thù. Cả đời cống hiến cho đất nước mình, Yasue chết trên giàn giáo mà cũng không chút tiếc nuối. Ông nở nụ cười mãn nguyện vì đã cảm thấy mình chuộc được một chút sai lầm ở trong quá khứ. Sau khi trận chiến kết thúc, Zoro bằng tất cả sự tôn trọng đến viếng mộ cựu lãnh chúa Shimotsuki để nói lời từ biệt. Một phân đoạn khá sâu lắng giữa những người cùng thuộc dòng dõi Shimotsuki của đất nước Wano. Số 5. Thuyền trưởng Luffy. Xuyên suốt bộ truyện, người duy nhất có thể ra lệnh cho Zoro mà đầu tảo cũng không hề phàn nàn bất cứ một lời nào chỉ có thể là Luffy, thuyền trưởng của băng. Lù được tôn trọng không chỉ với tư cách là một captain, quan trọng hết là tình bạn, tình chiến hữu của hai người, đồng đội, đồng chí, đồng cốt luôn. Lù thì luôn giữ đúng lời nói của mình, đó là thứ khiến Zoro luôn respect cậu. Mặc dù đôi khi cô Lù thì cũng báo dữ lắm nhưng mà thôi, Marimo cũng đâu phải dạng vừa đâu. Trước time skip không nhớ nổi bao nhiêu lần Zoro tuyên bố sẽ lấy mạng Luffy, thế nên tương đối là cay cú mỗi lần mà bị vạ lây mấy cái trò tiêu khiển của thằng bên. Nhưng sau 2 năm, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều rồi. Zoro cảm nhận được sự mất mát của Luffy khi mà mất A ở trận chiến tổng bộ. Bản thân anh trưởng thành hơn nhiều khi mà thừa biết rằng mình cần giúp thuyền trưởng tiến xa hơn ở tận thế giới. Không còn những lời mắng mỏ chửi rủa, thay vào đó đầu tảo luôn tuân lệnh Captain mà cũng không hề than vãn nửa lời. Những lúc Luffy cần kéo thời gian để hồi phục, Zoro luôn là người được tin cậy. Và mấy khi phản diện quá mạnh, Zoro luôn khẳng định Luffy sẽ là người kết thúc. Giữa họ không chỉ là tình đồng đội, là chiến hữu, là anh em trong cuộc đời như bộ đôi Roger, Jelly ngày xưa. Khi nào Luffy còn tồn tại, Zoro vẫn sẽ làm mọi cách giữ lời hứa, giúp cậu trở thành vua hải tặc. Đó được xem như lời thế ước lúc mà hai người gặp nhau ở Biển Đông, lời cảm tạ cho ơn cứu mạng. Dù không nói ra nhưng đầu tảo lại ghi tạc vào trong trí óc mà không bao giờ quên. 6. Mụ đàn bà độc ác Nami. Người mà Zoro tôn trọng đặc biệt gần nhất không ai khác, người mà cả phe ta lẫn phe địch đều khiếp sợ, chi đại Nami với quyền năng độc nhất đó là khắc chế Haki Bá Vương. Thuở mới vào băng, Zoro còn xem thường sự đáng sợ của Nami, nhưng từ việc mượn tiền ở Lockdown, anh đã gọi Nami là một con ác quỷ, người đàn bà độc ác. Cụ thể thì anh đã mượn tiền của kiếm, nhưng mà bởi vì ông chủ tặng free nên Zoro đã trả đủ vốn ngay sau đó. Ấy vậy vẫn bị Nami đòi lãi gấp 3, đỡ thế éo đâu được, đúng là đàn bà anh em ơi, woman. Và từ đó về sau thì không chỉ Zoro mà ai trong băng, nghĩa là bộ ba quái vật, đều tôn trọng chị đại theo nghĩa bóng đấy. Nami sở hữu sức mạnh cú đấm sát thương kỳ lạ,
có thể xuyên qua bất kỳ một haki vũ trang nào của đồng đội. Mỗi thằng gõ một đầu là mọc nấm ngay. Thế đấy, Zoro dù chẳng sợ bố con thằng nào, tứ hoàng hay đô đốc bèm hết, thuyền trưởng cũng đòi giết tuốt, nhưng tuyệt nhiên Nami lại là một cái tên ngoại lệ. Sự tồn tại của chỉ đại cao tờ toàn bộ thành viên hổ báo ngáo đá trên tàu, vậy thì mới vừa với những thằng trẻ trâu ăn no rồi báo chứ. 7. Đặc biệt nhất, ở vị trí cuối không phải bất kỳ một nhân vật nào, Katana Meto, những thanh bảo kiếm, nó gắn liền với cuộc sống của anh đầu rêu và được coi như là linh hồn mà không thể tách rời. Cho dù có phải là kiếm tốt hay không, chỉ cần từng được anh sử dụng thì Zoro luôn dành cho nó một sự tôn trọng nhất định. Đối với một kiếm sĩ, Meto còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bởi vậy nên lúc trước Time Skip, khi hai thanh kiếm của anh bị gãy trong trận đấu với Mihawk, anh đã rất buồn bã. Đỉnh điểm là thanh Yabashiri bị tên hải quân Su phá hủy với năng lực dỉ xét. Anh đã chôn nó và lập một ngôi mộ, dành ra một phút tưởng niệm, nói những lời ân ái sau cùng cho thanh kiếm đã đồng hành với mình trong suốt mấy tháng qua. Với các thanh Meito có giá trị cao, Zoro càng dành sự tôn trọng lớn hơn. Với một thanh bảo kiếm thuộc hàng xịn, để chế ngự được nó cũng không hề dễ, cần có sự liên kết sâu sắc, khó khăn như nào mà chúng ta hãy nhìn cái cách anh làm quen với Enma của Oden là biết nha. Trong ba thanh kiếm hiện tại, hiển nhiên rồi, Wado Ichimuji vẫn là thanh gắn bó lâu dài nhất với anh đầu tàu. Không chỉ là thời gian bên nhau mà nó còn ẩn chứa rất nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là lời hứa với Crush đời đầu Kina. Thậm chí trong khi ngủ, Zoro phải ôm kiếm của mình thật chặt mới có thể an tâm được nhá. Thà ôm kiếm chứ không ôm gái, đàn ông là phải thế chứ. Anh luôn xem Katana là những cộng sự đắc lực. Đó là lý do mà Zoro thuần phục Haki vũ trang, vì Mihawk đã từng nói với những kiếm sĩ với Haki đủ mạnh sẽ không để cho kiếm của mình bị gãy thêm một lần nào nữa. Ok, trên đây là video top 7 người được Zoro tôn trọng nhất. Anh em muốn mình làm tiếp chủ đề gì hay giả thuyết gì, hãy cùng comment bên dưới nha. Sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Bạn Minh Thiệu 2788 AD cho mình hỏi có trái ác quỷ điều khiển thời gian không nhỉ? Khả năng nó giống như viên đá thời gian vậy. Khó xuất hiện lắm bạn nhá. Riêng trái dịch chuyển đến tương lai của phu nhân Toki là đã ảo lắm rồi. Oda phải nớp không cho Toki được đi ngược về quá khứ, nếu không sẽ khiến câu chuyện trở nên cực kỳ rắc rối. Bạn Hương Sam, video nào cũng comment mà không được lên. Làm gì có, chỉ là AD chưa thấy bạn thôi. Giờ thì được lên TV rồi này, comment tiếp đi, AD hứa là nếu như mà thấy bạn sẽ cho lên nữa đấy nha. Tiếp theo là một bạn giấu tên, nhiều khi phải đợi đúng chap 1111 dành riêng cho Zoro cơ. Các bạn này nói chí phải này, chắc chúng ta phải đợi đến chapter 1111 đúng sinh nhật Zoro thì Oda mới tung một quả plot tweet lấy lại danh dự cho anh hai chứ nhở. Đừng quên ấn like, share clip nếu như các bạn cảm thấy hay ho nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!